Giá Bitcoin ghi nhận nhịp bật tăng đáng kể từ 60.800 đô la Mỹ lên gần mốc 65.000, trở lại vùng giá những ngày đầu tháng 8 trước cú đâm kinh hoàng về 49.000 đô la Mỹ. Giá Bitcoin giảm nhẹ vào thứ hai khi đợt phục hồi cuối tuần đã hết đà, mặc dù sự lạc quan ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất đã giúp giao dịch tiền điện tử gần đạt mức cao nhất trong gần một tháng. Giá tiền điện tử nói chung cũng giảm sau khi ghi nhận mức tăng mạnh kể từ thứ sáu sau bình luận từ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell rằng ngân hàng đang chuẩn bị cắt giảm lãi suất. Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng cũng hỗ trợ giá tiền điện tử. Sau một khoảng thời gian dài dao động trong vùng giá từ 58.000 lên quanh mốc 63.000, giá Bitcoin đã chính thức vượt qua mốc kháng cự 63.000 nhờ vào bài phát biểu của chủ tịch Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Bài phát biểu này dường như đã tạo động lực cần thiết để Bitcoin thoát khỏi tình trạng trì trệ. Cục Dự trữ Liên bang đã xác nhận rằng sẽ có các đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên thì ông Powell đã kiềm chế không cam kết về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất. Thị trường đang lo lắng, nhưng nhiều người tin rằng nếu lãi suất giảm 25 điểm cơ bản, Bitcoin có thể nhận được động lực tích cực. Tuy nhiên, nếu Fed quyết định giảm 50 điểm cơ bản, điều đó có thể cho thấy họ đang tập trung toàn lực để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Trong tuần này, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến dữ liệu GDP sẽ được công bố vào tối thứ Năm và dữ liệu PCE, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, sẽ được lên lịch công bố vào tối ngày thứ Sáu. Thước đo lạm phát yêu thích của Fed và có khả năng xác định lộ trình của bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào. Lãi suất thấp hơn tạo điều kiện cho các tài sản đầu cơ như tiền điện tử, vì lãi suất thấp tạo điều kiện cho thanh khoản đổ vào đầu tư lĩnh vực này nhiều hơn. Bên cạnh đó, giá Bitcoin đang sắp trải qua một sự kiện lớn và có vẻ như cuộc bầu cử ở Mỹ có thể chính là tia lửa khơi mào cho sự bùng nổ này. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ tuần, đóng cửa tuần vừa rồi, Bitcoin đã hình thành một cây nến bullish với thân nến lớn đóng cửa cao hơn hai dâu nến của hai tuần trước đó. Điều này phần nào khẳng định phe mua đã áp đảo. Trên biểu đồ ngày, Bitcoin vẫn bị kẹt trong phạm vi lớn của mô hình tam giác mở rộng. Biểu đồ histogram đang dương và đang dốc dần, cho thấy áp lực mua đang gia tăng, cùng với việc MA10 vẫn nằm trên MA20, cho thấy triển vọng tăng giá tiếp diễn trong trung và dài hạn. Nếu vượt qua mốc kháng cự ở ngưỡng 65.000, Bitcoin sẽ tiếp tục hướng đà phục hồi đi lên biên trên của mô hình tam giác mở rộng ở quanh ngưỡng 69.600, 69.900 trong nhịp này. Trên biểu đồ H4, trong ngắn hạn thì Bitcoin cũng đang duy trì xuống tăng, đồng thuận với khung thời gian ngày, giá được hỗ trợ bởi các đường MA. Biểu đồ histogram âm và đang dốc dần, cho thấy áp lực bán đang gia tăng trong ngắn hạn. Trên biểu đồ H1, hiện tại thì Bitcoin đang đi tích lũy trong biên độ từ quanh mốc 63.500 lên quanh mốc 65.000. Chỉ số RSI đã rơi xuống vùng quá bán. Vùng hỗ trợ gần nhất có thể cân nhắc canh mua lên về Bitcoin là quanh mốc 62.700 đến mốc 63.000, hợp lưu với đỉnh cũ giá đã phá qua và trendline hỗ trợ tăng. Nếu Bitcoin tiếp cận vùng hỗ trợ này và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, với chiến lược này có thể cân nhắc dừng lỗ dưới mốc 61.500, chốt lời trên đỉnh gần nhất ở quanh mốc 65.000 và cao hơn là mốc kháng cự liền kề ở quanh ngưỡng 69.500. Tương tự như Bitcoin thì ETH cũng đã có tuần thứ hai tăng giá liên tiếp. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần, đồng tiền số 2 thế giới ETH giảm 1% xuống còn 2.735 đô la Mỹ và thị trường đang chờ đợi thêm các tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Trên biểu đồ H4, xuống hiện tại của ETH đang là xuống tăng, giá nằm hoàn toàn trên các đường MA. Biểu đồ histogram âm và đang dốc dần, cho thấy áp lực bán đang gia tăng trong ngắn hạn. Hỗ trợ gần nhất cho ETH là đường trendline tăng giá màu xanh này. Chừng nào mà ETH vẫn di chuyển ổn định phía trên đường trendline này thì xuống của ETH vẫn là xuống tăng. Trên biểu đồ H1, trong ngắn hạn thì ETH đang có xuống hình thành đỉnh đáy thấp dần, chỉ số RSI đang tiệm cận vùng quá bán. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua khi ETH có nhịp điều chỉnh xuống test lại trendline tăng giá ở quanh ngưỡng 2670 đến 2690 trong nhịp này, hợp lưu với đỉnh cũ giá đã phá qua. Với chiến lược này có thể cân nhắc đặt dừng lỗ dưới mốc 2570, chốt lời khi giá đi lên kiểm tra vùng kháng cự liền kề ở quanh ngưỡng 2880-2900 trong nhịp này. Mình xin dừng video nhận định xuống BTC và ETH tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai nên cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống BTC và ETH tiếp theo.